Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Sự Sống Mở đầu cho tập ngày hôm nay sẽ là câu chuyện của bạn có Facebook là Diễm Thúy kể vào năm 2018 Lần đó, cả lớp tổ chức đi chơi biển nhưng chưa xác định rõ bãi tắm Vì nghĩ cứ đến nơi rồi đóng tiền vào thôi Mà mọi người chắc cũng hiểu Sinh viên thì ồn nào lắm Tụi mình ăn nhậu um sùm Đem cả loa thùng ra bật nhạc liên tục Rồi kéo ra biển Chơi team building Gần như là không lúc nào ngưng làm ổn Nên có mấy gia đình xung quanh có con nhỏ Họ cũng nhìn tụi mình với ánh mắt khó chịu Mọi việc diễn ra bình thường Cho đến tầm 4 giờ chiều Lúc chuẩn bị lên xe quay về Phát hiện ra thiếu mất một bạn nam trong đám Tên là Bình Vì lúc tắm lại nước lạnh Là đi chung nhóm nhỏ Chứ không ai đi riêng lẻ Thằng bạn chơi thân với mình thì nó bảo là có thấy thằng Bình nằm xịt, chọc nó kêu uống nữa hay không thì nó từ chối, kêu đi tắm thì cứ nằm im. Bỗng dưng nó mở mắt ra bật dậy, rồi đi hướng về phía nhà tắm, nên chẳng ai mẻ may nghĩ gì. Về sau hai ba tốp tắm ra rồi mà vẫn chưa thấy bạn ấy, nên cả lớp mới tá hỏa lên, tản nhau ra đi tìm. Mình thì đi chung với thằng bạn tên là Dinh. Cứ như vậy Cả đám đi từ bãi này sang bãi khác Kéo dài tới mấy cây số Nhìn hết mọi ngóc ngách Báo cho cả bảo vệ ở các bãi Và khu bãi lớp mình đóng đồ Bãi của bọn mình trong khu resort 4 sao Vậy mà kêu mở loa phát thanh lên thông báo Thì người ta nói là loa đã bị hư rồi Mọi người cũng thay nhau xin vào khu nhà khách sạn để kiếm Nhưng họ bảo là nhân viên của họ đã hỗ trợ tìm Nhưng không thấy Trời thì đã về chiều Lại còn có mưa bay lất vất nên sập tối rất nhanh Mình bắt đầu nghĩ đến cái viễn cảnh Thằng này nó bị ma giấu rồi Mà sợ là tụi nó không mê tín như mình Nên không dám nói Hết nhìn lên cây Nhìn xuống các góc tối xem có nó hay không Nói chung Cả một đám 30 đứa đã rất nỗ lực Tìm thằng Bình Trong suốt 4 tiếng đồng hồ Trời mưa trời tối gì cũng bất chấp Mình có gợi ý với thằng Dinh đi cùng Nó bảo là nó cũng nghĩ như vậy nên hai đứa tính kiếm cái chùa Đền hay miếu gì đó để cúng Mà người ta bảo là xa lắm Hai đứa không có xe máy để đi Lúc đầu người ta còn e rè Giết rồi họ cũng thả rông cho tụi mình Muốn kiếm ở đâu thì kiếm Nhà vệ sinh nam nữ Hay mấy cái phòng cho thuê Tụi mình xông vào tất tần tật như đúng rồi Mà kiểm đi kiểm lại tới 2-3 lần Đi muốn dã cả cái chân Vừa lạnh vừa lo Lỡ nó có chuyện gì Thì chắc cả đám bị ám ảnh với cả không biết phải ăn nói với người nhà thằng này như thế nào Có đứa phụ huynh gọi Mà không dám nói thật Chỉ nói xạo là cả đám đang ham vui Hay trên đường về các kiểu Ai thì cũng thấm mệt Mình mới gọi cho cái anh công tác đoàn phường Xem anh ấy có quen ai dưới vũng tàu không Hỗ trợ cho tụi mình thông báo đến dân địa phương Nhưng anh ấy bảo là không Nên cả đám lấy mấy tấm hình nãy giờ cả đám chơi chung với nhau In ra thành 500 tờ phát ra như kiếm trẻ lạc Cả cái khu đó bàn tán xôn xao Có anh bảo vệ hỏi tụi mình chơi ở đâu Có phải ngay cái chỗ kia không Tay anh ấy chỉ về hướng để hai cái cano Chỗ đó cách chỗ lớp mình chơi chưa tới 10 mét Mình với cả thằng Dinh đã nghi nghi rồi Tầm hơn 7 giờ Mình ngồi cạnh chú tài xế Bà là chú ơi Cho tụi con tìm đến 8 giờ Thì chú chờ mọi người về Tụi con sẽ cử vài bạn ra ở lại đây đợi tin thôi thì có một chị lại hỏi chuyện Chị bảo khéo nó bị dắt đi đâu rồi Mấy em có cần lấy đồ cung kiếng gì không Trong lúc chờ đợi chị kia mang đồ cung ra Hai đứa mau chóng lao lên xe Hỏi ý kiến mọi người Có thằng trưởng đoàn Chơi thân với thằng mình nghe xong Cũng muốn xỉu lên xỉu xuống Mà thằng này nó có tiền sửa bệnh Nên tụi mình sợ nó mà thở không kịp Là nằm ra dễ đành đạch thì càng khổ thêm Lúc đấy Mình mặc quần đùi nên mượn thêm cái khăn tắm Tụi nó hỗ trợ Mình quấn lại phi xuống xe Chị đó có đem ra một bịch mãng cầu Nhang với cả mấy tờ giấy báo để lót Kèm theo vài câu chỉ dẫn để mặc cùng vái Lúc đó khẩn trương lắm Trời tối, biển tối Lại còn có mưa bay Đi được vài bước thì có anh bảo vệ thấy tụi mình Lúc đầu còn nghĩ là ông ấy là bảo vệ của resort Thì không cho cung kiếng mê tín Ai rẻ Ông ấy còn dọi đèn cho mà đi Lấy cho cả cái bàn Để đồ cúng cho lịch sự Sạch sẽ Gần ngay cái chỗ cả đám chơi lúc chiều Ngoài biển lúc đấy thì là cả một vùng tối mênh mông Chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ở mầm Bên trong thì cả một hàng cây tối mù mịt Gió thổi đung đưa Nhớ có ai mà đứng đó Cũng không có nhận ra được Ngước lên trời Chỉ thấy có trăng với chả sao Bàn cúng thì đơn giản Có để kèm theo chiếc điện thoại Và đôi dép là vật dụng của thằng Bình hai đứa váy xong anh bảo vệ đưa cho cái đèn pin anh bảo là đi vòng vòng mà tìm rồi sẽ thấy vì lúc trước cũng có trường hợp như vậy rồi nhỡ không thấy thì tính cách khác thế là lại tiếp tục đi thằng dinh cầm đèn pin của anh bảo vệ soi ra biển còn mình soi đèn từ điện thoại soi vào trong bờ phía dãy sau của cái khu đấy cũng ghê không kém nhìn cứ như là cái khu hoang phế đã lâu ngày không ai tới vậy vừa tìm trong miệng vẫn lẩm bẩm lại loại là cầu xin các vong hồn tha lỗi Trả cho nó về Do chơi vui quá nên làm phiền tới người khác Rồi chị đó còn chỉ cho Là gọi ba hồn chín vía Rồi đọc tên đầy đủ thằng đó Như gọi hồn nó về vậy Nhiều khi cũng nghĩ không biết tại sao mình làm được như vậy Lỡ xui nó không về Mà mình cũng đi theo luôn thì sao Tới đoạn khu nhà có cái cầu thang kính Hai đứa dọi đèn lên cầu thang Từ cao nhất đến thấp nhất Vì biết đâu Tự dưng thấy thằng này đứng trên cầu thang nhìn xuống Hay ngồi vật vã đâu đó ngay góc tường Tầm 15 phút sau Có điện thoại bảo là tìm thấy thằng Bình rồi Hai đứa quay lại đi Nên nhanh chóng quay lại chỗ bàn cúng Khấn vái cảm tạ Rồi thả trái cây xuống biển Cất dẹp lại mọi thứ Lên xe mọi người nhìn hai đứa cứ như bà đồng hay thánh nữ Nghe mấy đứa kể lại Thằng Bình xuất hiện cùng với anh bảo vệ đi kèm Nó vừa đi vừa ngáp Gãi gãi cứ như thằng nghiện ma túy Trưởng đoàn cho nó một cái bà tai Không biết bao nhiêu đứa rừng rừng nước mắt Chả biết nói gì về nó Trách móc hay vui mừng Thằng mình thì nó bảo là nó chả biết gì cả Chỉ biết là trong cơn đêm mê Nó thấy mình nằm trên cái ghế nệm Của khách sạn tầng 3 Có người ngang qua ngang lại Mà hình như chẳng ai thấy nó Rồi tự nhiên nó tỉnh dậy Bước xuống cầu thang gặp bảo vệ Là bảo vệ la lên tìm được rồi Nghĩ cũng lạ Tại vì dính trên người nó duy nhất chỉ có cái quần đùi màu xanh đen Vậy mà nằm trên ghế nệm khách sạn Bao nhiêu người qua lại không ai phát hiện ra Thằng Bình thì nó theo đại thiên chúa Nên không tin mấy cái vụ này Về nhà còn nhắn tin hỏi mình là chuyện gì đã xảy ra với nó Nó chỉ nhớ là đứng lên đi tắm Tới ngay chỗ vòi sen mở nước ra Tắm đàng hoàng Mà buồn ngủ quá Nên đánh luôn một giấc Trong cơn say Nó thấy người ta ngang qua ngang lại Nhưng mà xỉn quá tay chân buồn rụt nên chỉ nằm im đó cũng may là có thằng bạn nó cùng suy nghĩ với mình chứ mỗi mình thì cũng chả làm ăn được gì hai đứa đoán không lầm thì nó đã được họ giấu đi thực tế thì thằng bình cũng đã uống rất nhiều từ chiều hôm trước cả đêm không ngủ rồi lúc ở vũng tàu cũng uống nhiều quẩy hết mình nên mới đuối như vậy mọi người sau này đi đâu xa thì nhớ giữ gìn sức khỏe và tâm trí mình được sáng suốt sẽ đỡ hơn một chuyện khác là xảy ra vào khoảng năm 2012, 2013. Hồi đấy thì mình còn học cấp 3, còn bây giờ thì đã ra trường đi làm. Mình có dẫn theo nhỏ bạn về nhà ngủ chung phòng do hôm đó hai đứa đi chơi về trễ. Cũng tầm mùa giáng sinh. Nửa đêm, mình có tin nhắn từ bạn trai. Buồn ngủ lắm nhưng vẫn phải mở máy lên để trả lời. Lúc đó mình mới thấy là nhỏ bạn nằm quay mặt vào mình Ánh sáng từ màn hình điện thoại đủ để cho mình nhìn thấy là nó đang nhìn mình chầm chầm Trong đầu mình mới nghĩ có lẽ do điện thoại rung và báo tin nhắn nên nó tỉnh giấc Mình cũng không có hỏi han gì Thế rồi sau đó nó quay lưng sang phía bên kia Tới sáng hôm sau dậy Mình có hỏi nó là tối qua điện thoại tao làm cho mày tỉnh giấc à Nó thì bất ngờ vẻ mặt đúng hoang mang Nó bảo là nó ngủ một giấc tới tận sáng không biết mình đang nói gì Mình có kể lại cho nó Nhưng nó chắc chắn là không có Hai con lúc đó ngồi trong phòng tối Rồi lặng xuống vài giây Không cần nói cũng hiểu Hai đứa la làng Rồi tranh nhau mà chạy ra khỏi phòng Lúc đó thì mình thấy sợ hơn nó Vì mình đã từng gặp cái tình huống này Đó là có lần nửa đêm Vô tình tỉnh giấc Quay qua thấy mẹ mình đang nhìn mình Khi đấy thì hai mẹ con Vẫn còn ngủ chung với nhau lần thứ ba cũng y như vậy đang ngủ mà quay qua thấy mẹ vẫn đang nhìn mình mình mới hỏi ơ sao mẹ không ngủ đi mẹ nhìn con làm gì làm con hết hồn lúc đó thì mình giật mình thật mà theo kiểu không suy nghĩ gì cả cứ nói xong rồi lăn ra ngủ tiếp sáng ra hỏi lại mẹ thì mẹ bảo là mày khô ngà tao ngủ như say tự nhiên nửa đêm nhìn mày làm gì lúc đấy mọi người không hiểu đâu đó đã là ba lần mình tỉnh giấc thì đều thấy họ nhìn mình Một lần là nhỏ bạn Hai lần là mẹ mình Lúc đầu thì không nghĩ gì nhiều Về sau thường mới thấy rén kinh khủng Một trải nghiệm khác thì của một bạn có Facebook là Nhật Linh Chia sẻ vào năm 2017 Có lẽ cả cuộc đời tôi không thể nào quên được cái chuyện này Tôi thì học về khoa học kỹ thuật Giờ đã là kỹ sư điện lạnh Từ nhỏ tôi đã không tin vào chuyện ma mị Tôi chỉ cười và xem nó như trò lừa của mấy người rảnh rỗi Chuyện thì xảy ra khá lâu Khi tôi còn học trung học phổ thông Nhà tôi cũng có của ăn của để Nên cha mẹ tôi có mua cho căn nhà máy tôn Của một người làm trả lụa bán tháo để lên Sài Gòn Tuy xa trường nhưng không phải mướn trọ Và sinh hoạt học tập cho thoải mái Căn nhà thì nằm ở ven sông nhanh chóng trở thành nơi tụ tập của mấy đứa choi choai mới lớn chúng tôi lập một hội nhóm gồm mấy đứa bạn học chung và vài đứa bên lớp khác hội chúng tôi là tên của một loại rượu rượu chi vát cứ mỗi tuần hai ba lần lại tụ tập nhậu nhẹt tại nhà tôi vì nhà riêng với lại thương người nên hát hò quậy phá đủ thứ mỗi đứa có chuyện gì là lại lôi đến nhà tôi mà khóc lóc rồi ăn nhậu thời trẻ trâu đấy thì rất là vui một ngày như bình thường Gần cuối học kỳ Cả đám hứng lên Muốn chơi trò gì đó Có thằng nghĩ ra trò mua bột củ năng về để ném nhau Thế là cả bọn đồng ý Bọn tôi cho bột vào túi nhỏ Đâm lỗ rồi ném nhau túi bụi Cái trò chơi dơ Lan ra mấy lớp kế bên Rồi ném nhau chạy toán loạn Thầy hiệu phó đi đâu ngang Ăn ngay một túi bột Lúc đó cuộc vui dừng lại Và mời cha mẹ đến để uống trà Cả đám bị hạ hạnh kiểm Có thằng bạn trong đám tên Sang Thằng này thì hiền lắm Ai nói gì cũng nhoẻn miệng cười Học giỏi, tóc xoăn, cao giáo đẹp trai Hồi đó kiểm tra suốt ngày chép bài của nó Nhà nó cũng coi như giàu nhất trong bầy Có mỗi nó là con trai Nhà ruộng đất cỏ bay Nhưng cha mẹ sợ nó hư Không cho nó xài tiền Kiểu như rẻ sẻ với con trai mình Ngày ngày nó chạy xe đạp đi học biết bao nhiêu cây số Mà chỉ được chạy xe đạp Cả bọn đứa nào cũng có xe 50 Cứ thấy nó đi ngang qua nhà Là bảo nó đợi cho quá giang đi học Công nhận là nó khỏe như trâu Sau cái trận ném bột Nó bị ăn chửi như đúng rồi Cha mẹ chửi Thầy cô chửi Chị nó chửi Rồi thứ bảy Cả đám tụ tập nhậu nhẹt Để quên hết nỗi đau trẻ trâu có chơi có chịu nên chả đứa nào phản kháng gì thời trẻ trâu nên ăn chơi lắm đứa nào cũng về rồi tàn tiệc thì thằng sang nó say quá nên ngủ lại nhà mà có mấy đứa kia hay ở lại còn nó thì đây là lần đầu hôm sau cha mẹ nó đi tìm điện thoại nó hết pin nên không gọi được lại bị ăn chửi nữa nhìn nó thì tội lắm mình cũng nhìn thôi nhưng kiểu có lỗi vô cùng kiểu cưng con quá đáng rồi làm cho thằng nhỏ như khép nép lại một tối đang ngủ say nửa đêm thì bỗng dưng mắc tiểu Lọ dọ ra sau nhà Chỗ đấy là nơi để mấy cái phi chứa nước Gần với mé sông Thì cái chỗ phi hướng ra mé sông Phát hiện ra có người đang ngồi Tay xếp bò gối ngồi khóc Mà chỉ thấy một cái cục đen thôi Lại gần thì thấy cái cục đen đấy Chính là thằng Sang Nhưng chỉ là một màu đen thôi sâu hắm Nhưng nhọn nổi Cái bóng đen đó ngước lên nhìn mình Mình mới hỏi nó Cái thằng điên này Mày làm gì ngồi đây giờ này Vô nhà hồi nào mà không nói vậy Thế rồi bỗng dưng Có một cảm giác chạy dọc xuống lưng Lan xuống tận chân Đám mắc tiểu mà không nhúc nhích được người Cứng cả họng chẳng nói được gì Cảm giác như bị hụt chân khi bơi vậy Thế rồi cái bóng thằng sang nó đứng dậy Đi lên nhà trên rồi đi ra lộ Còn mình thì cứng đơ không nói được câu nào Sáng ra tỉnh dậy Thế mình nằm ở vách sau nhà hú hồn hú vía Cả đêm bị mũi cắn cho đầy người Mình mấy bực bội gọi điện cho thằng Sang Nhưng chẳng thấy ai bắt máy Thay đồ đi học Thì có mấy thằng bạn gọi điện thoại Bảo là chạy lên bệnh viện gấp Thằng Sang nó tự tử Nó treo cổ lúc chiều qua Hôm đó nó không về nhà Mà xuống nhà chị nó Rồi chiều nó tu một hơi bốn chai bia Thấy nó uống có một mình Nên chị nó chỉ la rồi thôi chị nó ra chợ thì nó lên gác lấy cái sợi dây thừng luồn qua mái treo cổ nhà nó thì thương con nên đem vô viện nhưng nó đã cứng đờ từ cái đời nào rồi lúc mấy đứa trong nhóm báo tin thì mới biết là hồi tối mình có gặp thằng sang là lúc nó chết rồi thế mới hay là mình đã gặp một con ma con ma bạn mình mấy hôm sau nữa ai trong nhà cũng nằm mơ thấy nó về nên nhà đã gửi nó vào chùa rồi từ đó chẳng ai thấy nó về nữa một lần khác cũng khiến cho tôi cảm thấy có nhiều nghi ngờ về thế giới tâm linh đó là hồi tôi còn là sinh viên ở nhà trọ bốn người bốn thằng học chung một thằng học cao đẳng thứ bảy thì có tiệc ở nhà thằng béo nhất nên hai thằng kia kéo theo về nhà thằng béo chơi cái cửa phòng trọ thì có một cái hộc vuông có nắp đậy bên ngoài thì thò tay vào được để bóp ổ khóa trong. Cả lũ có bảo nhau là nếu có đi chơi hay gì thì bóp ổ khóa bên trong lại. Sáng bữa đó tầm 4 rưỡi, tự dưng mình đang ngủ thì có cảm giác ai đấy vò đầu mình. Mình còn nghe, mày dậy đi học. Mình cứ nghĩ là mấy thằng bày trò phá phách nên ngủ tiếp. 10 phút sau lại bị vò đầu. Ly hả à mày dậy đi học. Lúc đấy mình mới bật dậy. Thì phát hiện ra là phòng tối thui Chỉ có mỗi cái đèn ngủ leo lét Ổ khóa thì đã bóp trong từ đời nào Mình có gọi điện cho mấy thằng hỏi Bọn mày bày trò phá tao phải không Thì thằng mập nó nói Là nó về hồi 9 giờ Mấy thằng kia còn đang xỉn Mình mới là thằng gọi điện phá nó Lúc đấy mình mới biết Là từ tối hôm qua Chỉ có mỗi mình ở trong phòng Vậy thì ai đã vò đầu mình Một trải nghiệm khác của một bạn có nick là Huỳnh Phong Chia sẻ vào năm 2017 Chuyện này thì xảy ra vào năm 2011 Lúc đó mình đi làm về Chiều chiều thì hay rủ bà chị đi uống cà phê Đa số ngày nào hai chị em cũng đi uống cà phê Bữa đó như thường lệ Chiều mình đi làm Hai chị em cùng đi Hai đứa mình thì hay ngồi trên sân thượng Quán Sài Gòn Cà Phê ngoài Trần Hương Đạo sau này thì đã dẹp quán rồi Bữa đó xui khiến thế nào Bà chị có chuyện buồn Nên hai chị em ngồi hơi lâu Từ 6 giờ đến khoảng 9 giờ tối Rồi chị mình mới kêu Thôi đi Hai đứa mình đi vòng vòng cho khuây khỏa rồi về Thế là xuống lấy xe Hai chị em chạy vòng vòng chơi Từ Trần Hương Đạo Chạy vòng vòng sao Qua đến Phan Đăng Lưu Thì tính quẹo về Vì lúc đó cũng đã khuya rồi Khoảng 10 rưỡi đi đến khúc ngã ba Phan Đăng Lưu với Đinh Tiên Hoàng, tính quẹo về để về nhà mình. Nhưng khi đến cái khúc đó, tự nhiên hai chị em đều thấy có cái nhà che mất cái ngã ba. Chị mình mới nói: "Ơ sao kỳ vậy nhỉ? Ở đây có cái ngã ba Đinh Tiên Hoàng cơ mà." Mình mới bảo: "Chắc là nó nằm ở phía trên." Mà mọi người cũng biết đấy, mình là dân Sài Gòn, nhà mình cũng gần đó nên rất rành. Chạy một hồi đường vắng đến nỗi Không thấy có một bóng người Mà con đường thì càng lúc càng nhỏ lại Mà chạy thì không thấy cái ngã ba hay ngã tư nào cả Cứ chỉ thấy có mỗi con đường thẳng Thế là hai chị em vòng lên vòng xuống 4 năm vòng Muốn kiếm một người hỏi đường mà không thấy ai Chị mình mới nói Này Hay là mình bị ma che mắt dẫn đường nãy giờ mày ơi Mình mới nói nhỏ Thôi bà im đi đừng có nói nữa Đọc Nam Mô A Di Đà Phật đi Hai chị em im re không nói với nhau một lời Cứ chạy vòng lên vòng xuống Niệm Phật ở trong miệng Bỗng rừng có một chú chạy lên Mà trên đường thì vốn không có người thứ hai Mình nhớ như bưng lúc đó là chú đang chạy con Dream Chị mình mới hỏi Chú ơi chú Cho con hỏi đường nào về quận Chú đó mới bảo Quay lại đi theo chú Vừa vòng lại chút Chạy đến thì tới ngã ba Đinh Tên Hoàng Và Phan Đăng Lưu Hai chị em giật nảy mình Chú đó dẫn hai chị em về Đến ngay đầu hẻm nhà mình luôn Mà trên đường về nhà thì không thấy có chiếc xe nào cả Vừa xuống xe Bà chị mình mặt mày xanh lè rồi bảo Thôi mày ơi Mốt đừng đi khuya nữa Ghê quá Một chuyện khác thì do bạn có facebook Là Nguyễn Tuân Chia sẻ vào năm 2018 Chuyện này của mình xảy ra vào khoảng năm 2011 Khi đấy mình vẫn đang học lớp 9 Và buổi tối thì thường ngày mình vẫn ra ngủ với ông nội mình Nhà ông nội mình thì cách nhà mình khoảng 80 mét thôi Mình từ bé vẫn luôn ngủ với ông nội Cho đến khi lấy vợ thì mới thôi Nhà mình thì có một ông mãnh Là chú mình mất khi còn thanh niên chưa vợ Mình đã từng nghe ông kể nhiều chuyện về việc gặp người âm Nhưng mình chưa gặp bao giờ nên cũng không biết là có thật hay không Chỉ biết là có bốn sự kiện sau mình rất cần được lý giải Sự kiện thứ nhất Đó là vào một buổi trưa đi học Mình có đi cùng với ông anh con nhà bác mình Hồi đó mình nhớ không nhầm là năm lớp 7 Bọn mình thường đi tắt qua khu nghĩa địa cho gần Tuổi vẫn còn trẻ con và hiếu động Mình và anh mình có đi qua phần mộ của chú mình Ở trên mình đã nhắc là ông Mạnh đó và có dừng lại ở trước mộ cầu khấn là mong chú phù hộ cho nhặt được quả trứng vịt ở dưới hồ và sẽ mời chú về sơi nước cũng như ăn hoa quả quả đúng là như sau khi mình khấn mình với cả anh mình có lội xuống ven hồ ở bên cạnh khu nghĩa địa vừa đi vừa tìm trứng và mỗi anh em nhặt được một quả trứng vịt xin nhấn mạnh là cái hồ đó nhà dân họ hay thả vịt đàn ở đó tuy nhiên sau khi nhặt được trứng và có đi học hết buổi học hôm đó bọn mình có mang quả trứng đó về và không ai nhớ những cái lời khấn cũng như thực hiện mời chú về xơi nước ăn hoa quả cho đến tối hôm đó khoảng 8 giờ mình và cô em gái mình ở nhà bố mẹ thì đi làm chưa về thì hai anh em mình cứ nghe thấy có tiếng ngài rất to ở khu gầm tủ thờ gọi bà ở nhà bên cạnh sang soi đèn thì chẳng thấy gì đến khi bà về thì lại nghe thấy có tiếng ngủ ngáy rất rõ Còn ông anh Con nhà bác Thì cũng buổi tối hôm đó Đang nằm võng Thì cảm giác cứ như bị ai đó dùng Và đưa võng rất mạnh Sau này kể lại cho ông bà bố mẹ nghe Mọi người đều bảo Do chúng mày mời chú về Nhưng không thực hiện như lời khấn Sự kiện thứ hai Là vào một buổi Mình đang ngủ với ông Khi đó vừa nhắm mắt được một lúc Thì tự nhiên nhìn xung quanh Cứ thấy mọi thứ quay cuồng và lào đảo mình hoảng loạn nên chạy ra ngoài Mọi thứ thì còn tồi tệ hơn Nhìn ở đâu cũng thấy quay cuồng Từ cái tường cho tới cây cối xung quanh Đến nỗi mình phải nhảy lên cái bể nước mưa Trèo qua cái tường cắm đầy thủy tinh Để nhảy ra khỏi khu nhà ông Đến khi đó mọi thứ mới kết thúc Và trở lại bình thường Hoàng hồn Mình cảm giác như cơ thể mình có hai danh giới chen lẫn nhau Mình rất sợ Mọi người xung quanh thì cứ bảo là mình bị làm sao Nhưng sự thật là thể trạng của mình trước đó hoàn toàn bình thường. Sự kiện thứ ba là vào khoảng năm 2003. Khi đó mình có ngủ mơ gặp một người con gái rất trẻ, khoảng 16-17 tuổi. Cô này mặc một bộ váy màu trắng rất đẹp. Mình và cô có cùng nhau ngồi nói chuyện rất nhiều. Cô có nói là cô ấy là người âm và sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ mình, tránh mọi tai ương cũng như là hoạn nạn. Trong giấc mơ mình cũng định hình được cô ấy chính là người âm Còn mình là người trần Nhưng lại không hề có cảm giác sợ hãi Ngược lại lại cảm thấy rất an toàn và mãn nguyện Vì gặp được cái cô này Mai đến sau này Quả thật có nhiều lần Mình đối diện với những khoảnh khắc nguy hiểm Như đuối nước, ngã xe Nhưng đều như có ai nâng đỡ cho mình trở lại an toàn Sự kiện thứ tư là vào năm 2007 Khi đó mình đang làm việc ở Quảng Ninh sau một ngày làm việc Thì tôi đến rảnh rỗi Mình có đọc tiểu thuyết ngắn Khi đó cạnh mình có hai cậu em làm cùng Đã ngủ Mình đang hăng say đọc Thì tự nhiên có tiếng kêu Y như tiếng của muỗi nó kêu Nhưng đặc biệt là tiếng kêu của nó Rất sâu vào bút tai Mình cảm giác nó chỉ ngay trên trần nhà Mình có gọi cho hai thằng em dậy Nhưng hai thằng nó bảo Là không nghe thấy gì hết cả Mà lúc đó thì mình vẫn nghe thấy cho đến khi mình đi vệ sinh bên ngoài Thì kêu đó vẫn đi theo mình Lúc đấy mình hoảng thực sự Mình thức gần như hết cái tối đó Chỉ chờ cho đến sáng Hôm sau Có hỏi bà già chủ nhà đó Thì bà ấy bảo đấy là tiếng vọng kêu Là tiếng của hồn người sắp chết Có vọng thì kêu rất ai oán Và đặc biệt là chỉ đêm thanh lặng Thì mới có thể nghe được Vọng kêu càng gần mình Thì báo hiệu người đó thời điểm chết càng cận kề một nghìn người thì may ra có một người nghe được Cho tới cái buổi tối hôm sau Mình chuẩn bị đi ngủ rất sớm Nhưng không hiểu sao Không thể nào ngủ được Và rồi đêm đã về muộn Lúc đó khoảng 12 giờ hơn Mình tiếp tục nghe được cái tiếng kêu y hệt như hôm trước Lần này đúng như lời bà ấy nói Tiếng kêu đó ở rất gần mình Khoảng cách chỉ khoảng tầm 50 phân Mình đi đâu Tiếng kêu đó theo đến đấy Mình gọi cả hai thằng em dậy cho đỡ sợ tuy nhiên nằm lâu quá và cũng mệt nên mình ngủ thiếp đi hôm sau mình lại kể với bà thì bà bảo thế là đúng rồi nhất định gần đây sẽ có người bị chết cho đến buổi tới đó thì khi làm việc xong cả nhà đang ngồi ăn tối thì nghe thấy có tiếng va chạm rất lớn ở trước cửa nhà đó là một vụ tai nạn giao thông và có hai người bị tử vong kế tiếp là một câu chuyện được chia sẻ bên diễn đàn Eva của một tác giả hiện không tìm thấy tên. Không biết đã có ai đã từng đi gọi vong chưa? Mình xin kể cho mọi người nghe chuyện nhà mình đi gọi vong ở Đông Tác. Phải nói là ly kỳ và thật sự là không thể nào tin nổi. Xin nói trước là mình cũng thuộc loại không tin tưởng lắm vào mấy cái kiểu mê tín dị đoan. Nhưng mà sau khi chứng kiến thì mình không biết phải nói sao nữa. Chuyện gồm có hai phần Thứ nhất là bắt đầu từ chuyện nhà mình đi tìm mộ chú mình là liệt sĩ thông qua nhà ngoại cảm liên ở Hải Dương. Từ cái ông này, nhà mình mới biết được cái chỗ gọi vong ở Đông Tác và chuyện rùng rợn bắt đầu từ đây. Xin kể về cái phần một trước, thì khi xưa, nhà bố mình có mấy anh em trong đó có một chú sinh năm 50, chú nhập ngũ chiến trường miền Trung và mất vào năm 1972 đấy là sau nhà mình tìm được mộ thì mới biết hòa bình cũng không thấy chú về nên gia đình cũng đoán được điều xấu xảy ra nên có dịp tiếp xúc bố mình đã nhờ thầy liên tìm giúp mộ chú về sơ sơ thì cũng chỉ thế này thầy chỉ cho gia đình nhà mình vào miền trung đúng khu vực chú mất và chỉ rõ địa điểm ngôi mộ của chú có cái mình thấy không tin nổi là thầy thì ở hà nội chỉ gọi điện thoại để hướng dẫn đoàn nhà mình đi lại mà lại biết rõ chi tiết rõ ràng Như thầy đang đi cùng luôn Mình nhắc là đoàn mình Chỉ có bốn anh em ruột của bố mình Chứ không có người ngoài Ông thầy có chỉ đúng cái ngôi mộ Rồi dặn trên ngôi mộ Có cái cây hoa vàng Khi nào nó nở hoa Nhà mới được thuê dân đến bốc Thậm chí có chỉ là cả thằng bé chăn trâu Nó đang trèo lên mộ Đúng như kiểu thiên lý nhãn Nhìn xuyên không mình cũng xin kể thêm là ông thầy còn chỉ được cả nhà người yêu chú mình, chả là chú đẹp trai rồng bố nên chú có tán được một cô ở gần nơi đóng quân. khi đoàn nhà mình đến tìm nhà cô, cô ấy còn mang ra được tấm ảnh cũ mà chú mình tặng, tận mấy chục năm rồi, tuy tấm ảnh đã cũ kỹ nhưng cả nhà đều ngỡ ngàng nhận ra chú. bắt đầu từ đây mình hơi tin vào khả năng gọi là giác quan thứ sáu của một số người. từ dạo đưa được chú về quê. Nhà mình phất lên hẳn Làm ăn cũng hành thông Mà còn một chi tiết nữa là con cháu mà cứ về quê Ra nghĩa trang liệt sĩ thăm mộ chú Thì y như rằng Về đánh lô kiểu gì cũng có con hai hai Tức là năm chú mất Thì chú mới có 22 tuổi Sau một thời gian Nhà mình có đi tạ lễ cho ông thầy Thì bắt đầu có chuyện Trong một lần bố mình đến Thầy có phán là tháng 9 âm lịch Bố mình gặp tai họa nguy hiểm đến tính mạng và chuyện xảy ra đúng như vậy Đối với nhà mình Bây giờ ông thầy là thành sống rồi Nên bố mình tin lắm Cả tháng bố đề phòng cẩn thận mọi thứ Cũng có lần đứng trên vẻ hè Có bị xe máy va phải Nhưng chỉ xây sát nhẹ Bố cũng tin là hạn qua Nhưng mà không phải đâu Cuối cùng bố mình vẫn mất Hết tháng 9 âm lịch Bố mình sung sướng vì mọi chuyện đã qua Nhân đúng dịp Ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch Nhà mình có dỗ ở quê Nên bố quyết định đi cùng bà ngoại về quê ăn dỗ Cho bỏ cả tháng bị giam chân trong nhà Lúc đi thì chả sao Nhưng hôm mùng 3 Bố mình với bà lên thì xảy ra chuyện Cũng phải kể thêm là bố mình là đại tá hải quân Nên cũng thuộc dạng dân chơi có điều kiện Bố đi con xe IMZ to đùng Hôm đi về thì bố đèo bà Mọi lần bố đi đâu cũng hay đội mũ bảo hiểm đàng hoàng Nhưng đúng cái hôm đó lại mới nhuộm tóc Nên bố lại chủ quan không đổi Tính bố thì nghệ sĩ Cũng thích mọi người khen mình là đẹp trai Cố bản xong Bố với bà đi lên Hà Nội Lúc lên thì có ông bác đi cùng Nên bà mình lại sang xe của bác ngồi Có lẽ đây là điểm báo Chỉ nếu hai người đi cùng một xe Có khi bà mình lại đỡ độc họa cho bố Đường về qua cầu Mai Lĩnh Cả đoạn nắng trang trang Bà mình kể không có xe cộ đi lại chỉ có xe bố đi trước và xe bác đèo bà đi sau bỗng dừng đang đi bình thường thì có một xe máy do hai thanh niên điều khiển ở đường bên kia tự dưng nổi hứng đùa nhau xong lạc tay lái lao sang bên đường của bố đâm thẳng vào xe bố bố mình ngã xuống chưa kịp nói gì thì đã mất hai thằng kia thấy thế bỏ chạy xe bà và bác đi sau thấy thế bác mình rút mũ bảo hiểm ra ném thẳng vào xe hai thằng đó túm được một thằng còn bà mình chạy lên gọi tên bố mình Nhưng bố mình đã không còn Tuy cái lúc đó va đập không quá nặng Nhưng chắc do phần mềm Nên bố mình mất luôn Lúc đấy khi nghe tin dữ Do bà gọi về Nhưng bà chỉ bảo cả nhà là vào Hà Đông Đoạn cầu Mai Lĩnh này Bố bị tai nạn đang cấp cứu Chứ bà không dám nói là bố mất rồi Vì sợ tụi mình hoảng loạn Đi đường sẽ không cẩn thận Nghĩa mình nó đèo mình vào mà không hiểu sao mới đi đến đoạn thanh xuân mình đã nói với nó anh ơi không hay rồi em cứ ngửi thấy có mùi hương khói quả thật là trời chiều hôm đấy mưa lầm rầm xe mình lao đến cổng mai lĩnh đầu tiên từ xa mình đã thấy bố nằm đắp chiếu ven đường sau đó nhà mình có nhờ vả quan hệ và công an hỏi cung cái thằng bị tóm nên cũng bắt được nốt hai cái thằng kia đưa ra tòa lúc đầu Gia đình nhà mình làm căng lắm Tính là cho chúng nó đi bóc lịch mắc nhiều luôn Nhưng xong nhà bọn nó lại lên van xin khóc lóc Mẹ mình thấy mùi lòng Với cả bố đã mất Nên cuối cùng lại làm đơn xin bãi nại Thôi thì người mất rồi Sống tích đức cho con cháu mai sau Sau đó Nhà mình có lo hậu sự cho bố Rồi mẹ mình sắp xếp một chuyến đi tạ thầy Ai mà ngờ hôm đến nhà thầy Mẹ mình đang sờ sớ ngồi xếp hàng thì nghe người nhà thầy gọi bảo Có chị nào chồng mới mất vì tai nạn Mà nhà được thầy tìm cho mộ liệt sĩ Thì vào gặp trước Nhà thầy ấy ở quê Thì phải nói là rất to Ông ấy ngồi trong nhà mà còn biết mẹ mình đến đây mới tài Trong khi mẹ mình vẫn chưa kịp trình bày hay đăng ký gì Mẹ mình vừa vào nhà chồng Thầy đã quát xa xả vào mặt Đại loại là Tôi đã dặn chị kiêng cho chồng Sao không chịu kiêng quá ba ngày rằm Cho hết hạn mà để xảy ra như thế này thôi thì người mất rồi nhưng ông đó đi chưa kịp chăn chối vẫn có điều nhắn nhủ với gia đình rồi từ đó nhà mình được hướng dẫn đi gọi phong ở đông tác mà cái vụ gọi phong này còn ly kỳ hơn sau đấy mẹ mình có đi đăng ký đi gọi phong ở đông tác tất nhiên là cũng không hề dễ dàng tí nào đăng ký cả tháng không đến lượt nhà mình mẹ mình còn phải bỏ tiền mua sản phẩm đa cấp của bọn nào đó nó tài trợ cho trung tâm Mua càng nhiều thì càng được ưu tiên xếp lên gặp sớm Trong lòng mẹ thì thương nhiều bố Lại cứ ám ảnh câu Ông thầy nói là bố có điều cần chăn chối Nên mẹ chỉ nóng lòng chờ đến lượt Mình xin kể thêm về bố Bố là đại tá hải quân Nhưng giải ngũ về làm cho Tổng cục Du lịch Việt Nam Nhà mình thì cũng trong tập thể của Tổng cục đấy ở Hà Nội Nhưng bên cạnh đó Bố còn kinh doanh riêng chung với cả chú thứ hai trong nhà vốn liếng làm ăn thì tuyệt nhiên mẹ mình chẳng biết gì cả chỉ biết là bố kiếm rất tốt nhà mình hồi nhỏ chả thiếu thứ gì giàu có cũng thuộc dạng có chút của cải thế mà bố mất chú không hề bàn giao tài sản gì mẹ cũng chẳng biết để mà đòi hỏi đấy mọi người ạ vì tiền mà bất chấp hết sau này mẹ mình hận chú cũng chả thèm quan hệ và điều bố chăn chối chắc cũng liên quan tới phần này cuối cùng Cụ đến ngày nhà mình được trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người Gọi điện đến để tương tác với vong linh người nhà Đây là trung tâm thuộc nhà nước quản lý Chứ không phải là kiểu đồng bóng mê tín dị đoan ngoài xã hội Họ cũng dặn mình là sáng hôm đến gọi vong Thì thắp hương hoa quả trên bàn thờ tổ tiên Nếu muốn tương tác với ai Thì nhắn nhủ trong lúc khấn Để người nhà nghe và biết mà đến đó Trong lúc chờ mẹ mình vào làm thủ tục Mình có la liếm nghe ngóng người ta kể trung tâm này đặt đúng cái vị trí đó vì từ trường hay lực hút gì đấy. Nó đặc biệt lắm, nơi hai thế giới âm dương có thể giao tiếp được. Vốn trước đây, mình vô thần vô thánh nhưng lại sợ mà. Nên hóng hớt thế nào, thành ra cái hôm đi, mình cẩn thận găm một củ tỏi vào túi quần. Một phần là mình sợ bị vong nhập, một phần là mình muốn lúc bố về thì còn được nói chuyện với bố. Cái chỗ gọi vòng nó là tầng 2 của tòa nhà Ban đầu người nhà phải phân công một người Kiểu đại diện lên tầng 4 tháp hương Để xin phong linh về Sau đó xuống chỗ gọi Ngồi lộm nhộm các nhà đã đăng ký với nhau Trong cùng một cái phòng Nhà đông nhà vắng Nhưng nhà nào cũng hào hức hồi hộp Sau đó có một nhà ngoại cảm đi xuống Yêu cầu tất cả tĩnh lặng Điều khiển cơ thể về trạng thái tĩnh tâm Tập trung nghĩ về người nhà mình Chỉ thế thôi Mà sau vài ba phút vong của người nhà nhập vào âm ầm luôn Nhà nào mãi không được vong về Thì cô đó đến tận nơi đặt tay lên đầu một người trong nhà Theo mình hiểu đó là người nhẹ vía nhất Cô ấy đi vòng quanh cả phòng Có cỡ hai chục gia đình đến gọi Cô vừa đi vừa ra lưu nói chuyện với gia đình Xong nói với cả vòng Dỗ dành, kể lể, trao đổi như người sống Mình nhìn ra xung quanh Thấy có bà già bị vong nam nhập gọi người nhà châm thuốc lá hút phì phèo như đúng rồi giọng thì ồm ồm lại có vong nhập vào gào thét có vong thì nôn hòe nói chung là loạn hết cả lên ầm ầm chưa kể pha thêm giọng người sống gào khóc vì thương nhớ người thân lắm nhà không kiềm chế được cảm xúc xong hỏi câu gì biết đúng là vong nhà mình thì khóc lóc vật vã bá vai bá cổ ôm nhau rồi có nhà cười như ma làm vì sướng quá gặp đúng vong nhà mình Nói là đúng cái mình cần biết đây rồi Nhà mình thì thiêu quá Ngồi mãi không có vong nào về Sau đó nhà ngoại cảm cũng có đến tận nơi hỗ trợ Mà không được Hết buổi người ta làm việc cũng chả gọi được Đành phải ra về Chờ cơ hội lần sau Mà cũng lâu Phải một tháng nữa mới đến lượt Thế là mẹ mình lại phải suy tiền ra Mua đồ để ủng hộ Thực ra sau đó về thì mình ân hận lắm Vì mình giấu không kể cho người nhà Là mình nhét tỏi vào túi quần mình cứ nghĩ rằng đấy là lý do nhà mình không gọi được bố mình lên mọi người ạ trong khi đó chuyện tài chính của nhà với chú thì vẫn khúc mắc không biết phải làm sao nói thật ngày đó mình học đại học năm thứ nhất bố đã hứa mua cho mình con xe spacey để đi học bố dặn là bố về quê chủ nhật lên đi mua xong rồi bố chưa kịp lên đã đi rồi khi bố mất sang cơ quan bố nhận tài sản tổ cá nhân không có đủ cả tiền mua xe Tất nhiên bố chả bao giờ chưa mình cả Lúc đấy mình đang đi xe Viva rồi Nên việc bố không đủ tiền chắc chắn liên quan đến chú Mà nhà không có chứng cứ gì cả Về sau chả có bố Mình vẫn được chị lo cho đàng hoàng Chị em vẫn xoay sở Đổi cho mình con xe để thưởng đã đỗ đại học Còn tiền thì chả đòi được chú xu nào đâu Chỉ có là chú ấy phung viếng tiền Và sau đấy vài năm Thấy mua hai cái nhà to đùng Ở phố Trần Quốc Toản sau đó hai tuần Họ lại gọi nhà mình lên Lần này mình tuyệt nhiên không dám nhét tỏi nhét tùng gì cả Nhưng mà mình sợ Nên mình rủ cả chồng đi cùng với nhà ngoại mình Thủ tục vẫn vậy Phòng gọi Vong vẫn nhộn nhịp như thế Nhưng mà nhà mình ngồi được một lúc Thì Vong đã về Hẳn là bốn vong nhà mình về Nhập lần lượt vào từng người Bà ngoại mình về đầu tiên Nhập vào dì Dì cứ nước mắt ngắn nước mắt dài thu thít mãi mới nói được Mà không tin nổi là bà dặn dò qua gì như thật luôn Phần chia tài sản của bà Còn nói chính xác thế này Tao có ba đứa cháu ngoại Thì đã lấy chồng Tao cho mỗi đứa ba chỉ Đó là ba chị em mình Còn hai đứa con nhà dì thứ hai Thì bà dặn cũng cho như thế Còn thằng út con nhà dì đang nhập Bà cưng hơn Nên dặn là cho nó chỗ trang sức của bà Lúc đấy mọi người còn đùa với nhau là hay nhập vào gì nên gì nói vậy Có lợi cho thằng con Thế là mẹ mới hỏi bà về cái tiền gửi tiết kiệm thì tính sao Số tiết kiệm thì là do dì hai làm ngân hàng Lập sổ và quản lý Thế mà dì út nói ra đúng số tiền Phân chia đều đặn luôn Đến đây thì cả nhà chả còn nghi ngờ gì nữa Được một lúc Vòng bà đi luôn Cả nhà ngỡ ngàng lại ngồi chờ xem sao Rồi chồng mình bị nhập Nhưng là vong lạ Nhập vào quát ầm ầm lên Mà chả nghe rõ cái gì Xong xin điếu thuốc hút Mà chồng mình thì không biết hút thuốc Lúc đấy rít phì phèo như đúng rồi Sau đó Vong bố mình về Nhưng không nói gì cả Chỉ gật với lắc cay cú thế không biết Không hỏi được rõ ràng gì cả Bà ngoại cảm bảo Do vong bố lúc táng Người nhà cho ngậm gạo vàng kiểu gì Mà không nói được Lâu quá rồi mình cũng chả nhớ chi tiết bà ấy nói như thế nào Mẹ mình có hỏi Là có thương bố mẹ con không thì khóc rồi gật mẹ mình hỏi thế tài sản bố gửi ai thì không nói được chỉ khóc thôi mẹ mình hỏi sống dưới đấy như thế nào có phù hộ cho con cái được không nói chung là rất chung chung vì chỉ gật với lắc cũng chỉ được một lát là vong đi lần này thì mới là kinh vong cụ mình về nhập vào mình cụ mình ở quê tên xấu gọi là ngan nên hồi nhỏ bọn bạn mẹ mình có chế bài mẹ ơi con ngan nhà ta nó già Thịt đi không mai kia nó gầy Để chơi cho mẹ mình Nhưng đôi khi mẹ bị mắng Nên cũng à a dua hát theo Thế là vong cụ về chỉ tay thẳng vào mẹ Quát ầm lên bảo Ngày xưa mẹ hát bồ lê bồ láo Mẹ hát lại ngay cho tao xem Ôi trời Cái lúc đó vong đang nhập vào mình Thế mà chỉ tay thẳng vào mặt mẹ mình Mình nghe kể Sợ vãi cả ra Phải nói là lúc đó mình vẫn có cảm giác nhưng tâm trạng lâng lâng Kiểu như mình muốn mẹ hỏi mình những câu này câu này để trả lời Nhưng mẹ không hỏi Mà mẹ hỏi câu gì vong trả lời thế chứ mình không điều khiển được gì Nó kiểu như dạng trong trạng thái tỉnh táo nhưng đầu óc bị điều khiển Xong rồi vong này không chịu đi Rất là ly kỳ Để giải thích thêm cho cái phần này Mình phải quay lại câu chuyện của nhà bà ngoại mình Bà lấy y tá Hồi xưa lấy ông thì ông đi chiến trường Thỉnh thoảng ông vẫn về thăm nhà nhưng bà mãi không sinh được con Không hiểu vì sao Lấy nhau đã lâu Mà ông bà vẫn sống xa nhau Bà cứ thư thủ một mình Mà đây là bà ngoại nuôi của mình thôi Chứ bà ngoại thật của mình thì như thế này Bà thật thì quê ở Yên Bái Sinh đôi một trai một gái Mẹ mình ra trước cậu ra sau Và người đỡ đẻ là bà ngoại nuôi Theo hổ tục ở quê Đúng kiểu đất lề quê thói Người ta kiêng sinh đôi một trai một gái Bảo là do cặp đôi yêu nhau Kiếp trước đầu thai Rồi ABC này nọ Thành ra lúc sinh ra Bà thật mới văn vỉ bà nuôi Là xử lý mẹ mình hộ Và chỉ muốn mang cậu về thôi Vì là con trai Bà nuôi lúc đó mới nhận mẹ mình về nuôi Bảo là cũng đang khao khát có người Chứ cũng chả biết xử lý thế nào Sau đấy 8 tháng Thì bà mình sinh ra gì hai Chắc là sản phẩm do ông về thăm lần trước, nhưng lúc nhận mẹ thì bà chưa biết. vậy là mẹ với dì hai bằng tuổi. sau này bà nuôi coi mẹ mình như là con trưởng trong nhà, chưa một lần phân biệt đối xử gì cả. thành ra mình có hai bà ngoại, nhưng bà thật thì lại ít khi gặp gỡ. cho nên cụ ngoại nhập vào cũng là cụ nuôi. lúc mà lên thắp hương ban thần linh, thì dì hai mình là người đại diện mời bà ngoại và cụ. Nhưng do gì làm ngân hàng Nên không ngồi lâu được Và đã về được một lúc rồi Hết cái buổi gọi vong Mà mình vẫn bị nhập Bà ngoại cảm cũng đi ăn trưa Gì thì về Theo thủ tục Chỉ cần người đại diện lên ban thắp hương là vong ra Thế mà mình bị vong nhập Vì gì về Mẹ lên thắp hương Thì cụ dưới này cứ gào lên là tao ghét nó Nó hay trêu tao mất dậy Mình thế là bị hành Sợ lắm Sợ mất mật Dì út cứ phải vỗ về Mình nhớ lúc đó Mới mua con giày Adidas ánh kim rất là đẹp Mình nhìn thấy ở cửa Nên cứ cố bò ra để xò giày Mong vong ra để con về được nhà Thế nhưng mãi không được Không hiểu sức mạnh gì mà mình cứ bò ra rồi lại bị kéo vào Cả nhà cứ cuống quýt sợ hãi không biết cầu cứu ai Song Phong lại điều khiển mình ngồi ở bậu cửa Rồi khóc thút thít nói là thương con thương cháu thật sự là sau 4 năm tiếng đi gọi vong lúc đó tâm trạng nhà mình cũng không còn háo hức nghe nữa mà chỉ lo làm sao để cho vong ra cho mình còn về lúc đấy các gia đình khác đã tản mạn về gần hết chỉ còn lại lác đác vài nhà đến sớm chờ ca chiều gọi vong còn lại mỗi nhà mình là bị vong giữ không về được đến đâu độ một giờ chiều hơn một tí bà ngoại cảm đến lúc đấy mình cũng không biết gì nữa chỉ nghe kể là mẹ mình trình bày sự việc xong bà ấy đến nói chuyện với vong lúc này thì mình lại biết mình nghe rõ trả lời một một và chỉ có điều là ai đó nói ra với cái giọng the thé chứ không phải là mình chắc là giọng cụ ngày xưa như thế cụ thì mất cũng lâu nên mọi người cũng chỉ bảo là nghe rồng rồng thế thôi bà ấy dỗ dành vong nói chuyện hỏi han mãi khuyên nhủ là nên cho con cháu nó về mà lúc đó bà ngoại cảm không biết chuyện mẹ mình là con nuôi gì mình là người đại diện thì về rồi nên cụ ấy là dỗi Không cho mẹ mình thắp hương xin về Trò chuyện được một lúc thì bà ấy mới biết Xong lại dỗ dành không được Bà bảo phải gọi gì mình quay lại Chồng mình thì thất thần Mặt xanh như đít nhái Vội vàng phi ra chỗ kho bạc nhà nước Hai bà Trưng đón gì mình Lúc đấy Vong cứ ngồi nói chuyện khơi khơi Phán cả số đề cho những người vui chuyện Hỏi han xung quanh Rồi đòi ăn đòi uống Mình thì rũ rượi nhưng không điều khiển được bản thân nữa Mặc dù tâm trạng sợ hãi thì vẫn biết Thần kỳ cái là gì mình đến Lên tầng 4 tháp hương khấn đúng một câu Vòng đi luôn Dì bảo chỉ nói là Bà thương con thương cháu Thì bà về chơi thường xuyên Nhưng hôm nay hết giờ người ta làm Thì bà đi nhé Để có gì bà về báo mộng cho chúng con Vòng thoát một cái Mình thấy nhẹ hết cả người Lúc đấy mới có cảm giác so sánh Là lúc vong nhập Mình cứ cảm giác u tối Đầu nặng trịch và khát nước dã man Mình lập tức lao ra Vô lấy đôi giày Adidas ánh kim Rồi cùng với cả nhà nhanh chóng ra về Chứ không lại bị nhập tiếp thì đen Chuyện thế mà chưa hết Sau đấy mình còn bị vong nhập Thêm mấy lần nữa ngoài đường Mà người ta bảo là do mình mở huyệt gì đấy trên đầu Để vong chỗ này vào nhập Do vội về chưa làm phép đóng lại Nên hay bị nhập tiếp Nếu các bạn thấy hay thì có thể ủng hộ cho MC bằng cách ấn like, đăng ký kênh, đăng ký gói hội viên hoặc là tặng MC cốc cà phê. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống.